Sân vận động Gò Đậu là một sân bóng đá có diện tích hơn 4 hectare, nằm tại góc đường 30 tháng 4 và đại lộ Bình Dương. Chỉ hơn một tiếng nữa thôi là nơi đây sẽ diễn ra trận đấu của vòng 21 V-League 2019 giữa đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai và BKMX Bình Dương. Chương trình Chuyện 25 giờ hôm nay sẽ là một chương trình đặc biệt làm về chân dung nhân vật. Và người đồng hành cùng với chúng tôi đi tìm hiểu nhân vật này đó chính là Miko Lan Trinh. 15:30, sân Gò Đậu tỉnh Bình Dương đã rợp sắc đỏ. Đó chính là màu áo của cổ động viên đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai. Và nhân vật của Chuyện 25 giờ kỳ này là cầu thủ Vũ Văn Thanh. Hình ảnh của cầu thủ mang áo số 17 và cái tên Vũ Văn Thanh, chàng trai trở nên quen thuộc và làm thổn thức hàng triệu trái tim Việt Nam. Đó chính là bàn thắng ấn tượng, quả penalty cuối cùng ấn định chiến thắng của U23 Việt Nam, chính thức đưa đội tuyển Việt Nam chạm đến trận chung kết trong mơ giữa tuyết trắng Thường Châu vào năm 2018. Và đây là lần đầu tiên Việt Nam giành được vị trí Á quân U23 châu Á. Vũ Văn Thanh bén duyên với con đường chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi và hiện đang được coi là hậu vệ biên và tiền vệ cánh trái hay nhất Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Văn Thanh được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2016 và cũng là cầu thủ U22 ghi được nhiều bàn thắng nhất năm 2017. Ngoài ra, Văn Thanh đã góp sức giúp đội tuyển ghi nhiều thành tích như huy chương bạc giải U19 Đông Nam Á năm 2013 và 2014, cúp vàng giải U21 quốc tế, huy chương bạc giải U23 châu Á năm 2018. Để trở thành một cầu thủ xuất sắc như hiện nay, Văn Thanh đã phải nỗ lực không ngừng, đón nhận vinh quang, nhưng trong đó có cả những giọt mồ hôi và nước mắt, và cả những nốt trầm. Mười sáu giờ ba mươi, không khí náo nhiệt tưng bừng chuẩn bị cho một trận cầu kịch tính. Mặc dù đá ở sân khách nhưng cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai cũng rất đông. Văn Thanh cùng đồng đội đã có mặt trên sân khởi động để chuẩn bị cho trận chiến trụ hạng. Bỗng cơn mưa nặng hạt ập đến, kéo dài hơn 30 phút. Mười bảy giờ, trận đấu chính thức bắt đầu. Vừa trở lại sau khi điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, Văn Thanh vẫn giữ được phong độ khi ghi bàn thắng đẹp mắt trên sân hàng đẩy trước đội tuyển Viettel. Và trên sân cỏ sụn nước tại Gò Đậu Bình Dương, Văn Thanh vẫn cháy hết mình. Nhưng sau hơn 90 phút thi đấu, kết quả may mắn đã không mang về cho Văn Thanh và đồng đội của mình. Với kết quả không thành công, đội Hoàng Anh Gia Lai đang rơi vào cuộc khủng hoảng, đối diện với nguy cơ xuống hạng. Có lẽ hôm nay là một đêm không ngủ của Văn Thanh và các cầu thủ đội Hoàng Anh Gia Lai. Mình là Miko Lan Trinh đến từ chương trình Người Truyền Cảm Hứng. Thì cho hỏi là bây giờ cảm xúc của Văn Thanh như thế nào? Giờ cũng không được vui mấy vì toàn đội vừa có trận đấu thua nên là bây giờ cảm thấy rất là buồn. Mười chín giờ ba mươi, dù trận đấu kết thúc nửa tiếng nhưng các cổ động viên vẫn nán lại sân vận động để cổ vũ. Có lẽ Văn Thanh và đội bóng cũng phần nào được an ủi và khích lệ tinh thần không nhỏ. Ngay trong đêm, chúng tôi theo chân Vũ Văn Thanh và đồng đội di chuyển về Học viện Gia Lai để sáng hôm sau họ tiếp tục tập luyện. Chúc cho Văn Thanh và cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ giành được nhiều chiến thắng và
đem niềm vui hạnh phúc về cho người hâm mộ Gia Lai. Tinh thần của những cổ động viên thì sẽ luôn hết mình về Hoàng Gia Lai dù thắng hay thua. Sang chấn thương thì anh Văn Thanh sẽ trở lại, em sẽ luôn ủng hộ anh Văn Thanh cho trên con đường tiếp theo. Chín giờ 30 tại Học viện Gia Lai, Vũ Văn Thanh đã có mặt trên sân tập chiến thuật cùng đồng đội. Các bạn ơi, sau lưng Miko là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang luyện tập, và đặc biệt là khi mà mình tới những cái buổi mà đội đang tập chiến thuật với nhau thì chắc chắn là sẽ không có máy quay quay được, nên bây giờ thì Miko chỉ có thể quan sát từ xa. Ghê đó, chi đó. Chi Văn Thanh. Hello. Mọi người thấy không? Mọi người thấy Văn Thanh chào Miko không? Yeah. 1:30, sau khi cùng đồng đội ăn cơm và dành ít thời gian nghỉ ngơi thì Văn Thanh đã tự ra bài tập gym riêng cho mình. Sau giờ tập luyện, Văn Thanh đã trò chuyện với chúng tôi về tuổi thơ của mình. Bây giờ nhớ lại hồi còn nhỏ thì lần đầu tiên mà Thanh thấy mình có niềm đam mê bóng đá là từ đâu và khi nào? Hồi nhỏ thì em thấy mấy bạn trong xóm chơi đá bóng cùng với nhau thì em thấy cũng thích thích. Lúc bao mấy tuổi ta? Đấy khoảng 2-3 tuổi thôi. Rồi thấy các bạn đá chung rồi em cũng vào đá chung luôn. Thấy thích, xong rồi từ đấy bắt đầu thích bóng đá. Cứ thấy bạn bè chơi rồi ra chơi cùng thôi. Thì có lúc chơi kiểu về muộn quá thì bố mẹ có la mắng. Nhưng mà lúc đó là hoàn toàn là bạn coi đá banh trên TV, xong rồi bạn tự học những cái của mình chứ đâu có các anh trong xóm hay chỉ hay cái gì không? Hầu như là tự mình đá bóng thôi, cứ vào thấy bóng là đá thôi. Nhớ lại hồi xưa lúc mới chập chững biết đá bóng. Hồi xưa em toàn ra đồng đá rồi giang nắng rồi với hồi nhỏ là đen lắm. Đen xì luôn. Kỷ niệm mình nhiều lắm. Lúc mà bọn em đang đá ở ngoài ruộng á, lúc ấy đá mà quên giờ về ăn cơm luôn. Có lúc đang đá trời mưa ấy, thì nhớ là ở nhà đang phơi thóc là phải chạy về để hút thóc vào bao cho đỡ bị ướt thóc. Wow. Xưa kiểu chưa có cái quả bóng như bây giờ. Xưa bóng kiểu người ta làm từ cái lòng lợn ấy. Hả? Là lòng lợn ta. Cái gì ta? Bao tử heo rồi bơm vào để bơm nước vô hả? Không, bơm hơi vào. Lần đầu tiên nghe luôn. Rồi cột lại. Rồi cột lại rồi đá. Vậy nó có tròn không? Nó cũng khá là tròn. Không tròn mấy. Rồi nó có bền không? Đá nó có bể. Đá thì cũng chắc được 1-2 hôm là bị vỡ. Rồi sau này tiến tiến hơn thì có quả bóng nhựa, đá bóng nhựa ở mấy sân bê tông rồi. Với đá chân cẳng chảy xước hết. Rồi cái cảm giác lần đầu tiên nó như sao? Kiểu lần đầu tiên mà được đá bóng, cái quả bóng nó đoàn hoàng, nó sướng lắm. Mà chính nghĩ là bóng nhựa nó cũng không phải là bền lắm, cái tới lúc mà nó hư không biết sao ha. Đá kiểu đá xong mà kiểu đứa nào mà đá vào mảnh sành á bị vỡ là đứa đấy tự lo để mua. Trời ơi nặng ghê. Thanh có bị lần nào vậy không? Em chắc bị đúng một lần thôi, kiểu sút mạnh quá nó trúng mảnh sành là vậy. Là bây giờ chơi cái bóng đó là phải biết làm sao để đội mình thắng vô được lưới mà cũng không được sút mạnh quá nó bể, rồi cũng phải né luôn, áp lực lắm. Lúc ấy cũng thích thôi, đá cho vui thôi. Thì sau này được trường đá giải trường xong là trường chọn đi đá với các trường khác trong huyện, thì sau đấy là huyện chọn lên đá giải huyện, xong là đá huyện xong là tỉnh chọn em lên đấy. Lúc đấy em cũng không nghĩ là mình sẽ theo nghiệp bóng đá đâu. Thì sau này mà
được vào câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai này thì em mới nghĩ là đây là chắc là nghề của mình đi theo sau này. Wow, chứ tới lúc đó là em từ còn bé là em chỉ nghĩ là mình thích thôi. Xa nhà lần đầu tiên lúc 10 tuổi vậy thì cảm giác nó sao? Lần đầu tiên thì đi xa nhà mới buồn lắm. Mẹ đưa lên thì lúc mẹ về khóc xin mẹ về theo. Rồi ở được khoảng 1 tháng thì không chịu được nữa. Lúc bố mẹ lên thăm thì kêu bố mẹ cho về nhà, không muốn ở đây nữa. Bố mẹ lên động viên rồi kêu cứ 1 tuần là bố mẹ lên, rồi cứ hàng tuần như thế. Bố mẹ lên thì cũng dần dần quen, cũng dần dần thích nghi lại được. Học viện về Hải Dương tuyển chọn tất cả những người cầu thủ ở Hải Dương ấy. Thì lúc ấy có mình em với cái một bạn nào đó là được chọn vào đây để thi vào vòng chung kết. Lúc đấy được chọn thì về đội thì mấy đứa nó dọa, rồi trong đây kiểu nhiều rắn rết rồi các thứ, trong đây nhìn sợ lắm, lúc ấy không dám đi. Không có rắn rết hả? Tưởng đi đồng. Lúc ấy kêu rừng núi rồi các thứ nhiều ma quỷ rồi, lúc ấy sợ không dám đi, lúc ấy là không dám đi. Rồi lúc ấy có một bác trong đây thuyết phục mà về đấy thuyết phục mà em cũng không đi. Thì sau này đã xong cái giải Yamaha có thêm 3 bạn nữa đi cùng thì lúc ấy em mới đi. Nhát dữ vậy luôn. Thì hồi nhỏ mà đâu biết gì đâu. Là phải có bạn đi theo. Đúng rồi. Thì mới đi. Lúc ấy nhát lắm. Kiểu ai dọa cái gì sợ thôi. Vào đây thì cũng giống như ở tỉnh thôi, cũng kiểu đòi về. Rồi bố mẹ cũng điện vào động viên. Câu chuyện của đời Thanh là chỉ có đòi về thôi chứ không có là... Rồi hồi nhỏ mà. Thật ra, trước khi theo chân Vũ Văn Thanh từ Bình Dương về đây, chúng tôi đã tìm về Hải Dương để gặp gỡ và trò chuyện cùng ba mẹ của anh tại quê nhà. Em nó xa nhà từ cái năm nên 10 tuổi là đã ra Hải Dương rồi. Từ hồi nhỏ thì là cũng chưa xa bố mẹ thì là... Nói chung là gặp con thì mẹ con thì cũng nhớ nhau. Tôi sợ nhất là nó thay đổi cái tính nết của này khác rồi. Thì cái nền bóng đá nó không biết nghĩ nào được. Có khi là lắm lúc cũng chỉ nghĩ cái đồng tiền rồi đâm ra hỏng hết cái cuộc đời cái người cầu thủ. Đấy, cho nên là cái việc này là tôi rất là tránh cái đấy để điện cho con, động viên cho con mà tránh xa cái bước kia ra, không lên vào cái giai đoạn đấy rồi hỏng cả một đời cầu thủ, rồi là ảnh hưởng tất cả gia đình họ hàng, rồi thì xã hội người ta nhìn vào, người ta đánh giá mà bây giờ như thế mà bây giờ lại thì trở thành một cầu thủ mà cá cược hay là đi vào cái con đường cùng đấy. Nghĩ cái đồng tiền nó to nhưng mà chia ra thì nó chả được bao nhiêu. Thế cho nên dặn con từng tí ly từng tí một chứ không phải là không. Thế cho nên đã thành đạt rồi là phải làm thế nào để cho giữ đúng cái đạo nghĩa của một người cầu thủ. Vì những lý do này, chương trình bí mật sắp xếp mẹ đi từ Hải Dương vào đây thăm con trai. Cô ơi, cô, cháu hỏi phải cô Giàng mẹ của cầu thủ Văn Thanh không ạ? Đúng rồi. Dạ, bây giờ cô có mệt không ạ? Dạ, đi đạp ù hết cả tay. Sao hả cô? Cũng phải bay sao được. Bên mình đi di chuyển ra xe ô tô nha cô. À, vâng. Từ Tết đến giờ chưa gặp con trai. Cảm xúc của tôi là đi vào thăm con cũng khấn khởi. Từ khi nghe được tin đài truyền hình báo tin cho gia đình vào thăm con, từ hôm đấy là cũng ăn ngủ cũng không được ngon, thì là cứ thổn thức để chờ đến ngày là đi vào thăm con. Đi vào trong này là tôi dậy từ lúc chưa 4 giờ, thế là dậy rồi nấu cơm xong là ăn uống tắm giặt thay quần áo, là bắt đầu là 5:10 là xe đến, là bắt đầu tôi xuất hành từ 6 giờ. Là đi đến đây là nó là 4 tiếng nhỉ. Thì không biết là tại sao được con mặc áo chiếc áo này hả? Vì tôi cũng là người hâm mộ bóng đá, trong đó đã có
trong đó nó có con đá bóng thì tôi hôm nay tôi mặc cái màu đỏ đi để được vào trong đây để gặp con để được may mắn. Bên kia, Thanh vẫn đang trò chuyện với ekip mà không biết kế hoạch này. Thầy Dung là người ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của em. Thầy đã cố gắng giúp đỡ bọn em rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà bọn em còn chập chững mới biết đá bóng. Thầy chính là một trong những người đã mang lại cho bạn rất là nhiều tình cảm với đá bóng, đúng không? I met Văn Thanh, it's in Ho Chi Minh. For the Toyota Cup, look fast. He have power and he run very fast. Very shy and silent guys. Not only focus at 100%, but he... the first reason when I take him in under 19, we have near one year and a half for prepare the big event of AFC U19 under 19. And when we go in Europe. And when there is a tournament in Indonesia, he go first. And Levanson substitute. And after one or two games, the level of Tan down. And Son come the first. Come back first. And the last, so for he can understand something. Yeah. I don't take him for going AFC under 19. So it's a big event. He stay on 2 years with the under 19 teams, and for the last big event, I no select him. I want he can think, and in the future, if he have the first position, he must work more hard for keep the first position, and no come back in second or third position. Wow, very good. And it's very strong decision, and when I see the result, I'm happy because now. Stay first. Lúc mình nhìn cái danh sách mà không có tên mình, lúc ấy về phòng cũng khóc rất là nhiều. À. Lúc ấy tự khóc rồi cũng tự nghĩ là bây giờ là như thế rồi, mình phải tự cố gắng hơn nữa thôi. Lúc ấy kiểu tập xong với thầy với các em ở sau ở ngoài sân thì em có kiểu tự tập thêm bản thân mình ở trong phòng gym. À. Tập tới khuya không có ai, không còn ai nữa, mình tập miệt mài. Sáng và chiều xong buổi tối tập luôn. Buổi tối ăn cơm xong nghỉ một tí rồi ra. Nhưng mà cái mục tiêu lúc đó bạn đặt ra là phải quay trở lại đội tuyển không? Có chứ. Mục tiêu của em là như thế để em tập luyện để trở lại đội tuyển. Sau cái khoảng thời gian đấy thì em tự nghĩ bản thân mình phải tập luyện để mình tiến bộ hơn chứ không thể dẫm chân tại chỗ. Em chúc thầy gia đình luôn luôn có sức khỏe và thầy sẽ thành công trong cái sự nghiệp mà huấn luyện viên của mình. Thì em cảm ơn thầy rất là nhiều. Trong lúc từ nhỏ đến lớn thầy đã dạy dỗ chỉ bảo em rất là nhiều nên có được em ngày hôm nay. Em cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ 3:40 chiều là còn 5 phút nữa là Thanh phải vô giờ tập rồi. Và Trinh rất là xin lỗi vì giữ Thanh quá lâu như vậy. Hy vọng là bạn sẽ có buổi tập tốt nha. Chút nữa Trinh làm phiền tiếp. Bye. Toàn nghĩ Thanh là một người có tính cầu tiến rất là cao. Cậu ấy là một trong những người mà Toàn nghĩ là rất là chăm chỉ tập luyện. Bởi vì cái thời gian cậu ấy mà không được tham dự U19 ấy, thì cậu ấy tập luyện rất là nhiều. Cậu đã chứng minh được trong những năm gần đây là cậu ấy có thể thể hiện được bản thân mình, cậu ấy có thể làm được tất cả mọi thứ và có thể chứng minh được cậu ấy là một cầu thủ giỏi như thế nào. Thì đối với Toàn thì Thanh đến bây giờ là một cầu thủ rất là giỏi, rất là cầu thủ rất là hiếm ở Việt Nam nên. Và nghĩ là Thanh sẽ có phát triển dài trong tương lai. Văn Thanh đã là một người có
cái nhiệt huyết trong bóng đá và có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không bao giờ từ bỏ và luôn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Khi mà bạn mỗi lần bạn ra sân, bạn luôn cháy hết mình, luôn luôn khát khao được chiến thắng, cháy hết mình với đam mê của mình, thì tôi mong sắp tới thì bạn sẽ có một cái phong độ tốt nhất để trở lại sớm nhất và cống hiến cho đội tuyển quốc gia thật tốt. Văn Thanh, từ một cầu thủ có những tố chất, đá được nhiều vị trí, cơ hội tham gia đội U19 Việt Nam đang mở ra trước mắt, bất ngờ bị đóng sập lại. Cảm giác hụt hẫng, buồn tủi, không biết tương lai đi về đâu, và còn gia đình, những người vốn rất kỳ vọng sẽ như thế nào? Một năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng có thể làm thay đổi cuộc đời một cầu thủ đầy tiềm năng. Trong tập sau, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Vũ Văn Thanh và mẹ sẽ diễn ra thế nào? Vũ Văn Thanh nói gì về sự cố vướng vào thông tin liên quan đến trang web cá cược bóng đá? Mời quý khán giả đón xem câu trả lời trong tập tiếp theo của Chuyện 25 giờ.